Giới niệm hơi thở ra, hơi thở vô. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành niệm hơi thở ra, hơi thở vô nghiêm chỉnh, thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới niệm hơi thở ra, hơi thở vô là gì? Giới đức niệm hơi thở ra, hơi thở vô là những lời dạy đạo đức về đời sống đạo đức của con người trong hơi thở, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh niệm hơi thở ra, hơi thở vô là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi, tế hạnh, thường thể hiện qua giới hành niệm hơi thở ra, hơi thở vô như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Trước khi muốn tu tập về giới hạnh niệm hơi thở ra, hơi thở vô, thì các bạn hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này La Hầu La, thế nào là tu tập niệm hơi thở ra, hơi thở vô, làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn? Kinh Trung Bộ, trang 329. Ở đây, lời dạy này có những danh từ khó hiểu như làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. Vậy làm cho sung mãn như thế nào? Được quả lớn, được lợi ích lớn như thế nào? Chữ sung mãn có nghĩa là đầy đủ, sung túc, tràn đầy, dư thừa, không thiếu hụt. Tóm lại, trước khi thực hiện nghĩa này thì phải tập an trú tâm trọn vẹn trong hơi thở. An trú tâm trọn vẹn trong hơi thở tức là biết hơi thở vô, hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái, an lạc. Đó là làm cho tràn đầy, sung túc, dư thừa, không thiếu về niệm hơi thở. Quả lớn là gì? Quả lớn có nghĩa là kết quả to lớn của sự tu tập về hơi thở vô, hơi thở ra. Quả lớn còn nghĩa là kết quả của sự tu tập đạt được sự giải thoát một cách cụ thể, rõ ràng. Hay nói cách khác là làm chủ được sanh già bệnh chết, tức là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Được lợi ích lớn là gì? Lợi ích lớn có bốn nghĩa là: một, đời sống được an vui hạnh phúc, không có ác pháp nào làm dao động được tâm, tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự, thường thản nhiên trước mọi dục lạc thế gian, mọi sự cám dỗ vật chất, mọi ác pháp vân vân. Hai, làm chủ được tuổi già, có nghĩa là khỏe mạnh quắc thước như một thanh niên cường tráng. Ba, làm chủ được mọi bệnh tật, không sợ ốm đau như người thường tục. Bốn, làm chủ được sự sống chết, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Năm, chấm dứt tái sanh luân hồi. Trên đây là năm điều lợi ích lớn của kiếp sống làm người do tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. Vậy trước khi muốn tu tập giới hành hơi thở vô, hơi thở ra, thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Ở đây này La Hầu La, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác, vị ấy thở vô, vị ấy thở ra. Đọc đoạn kinh này chúng ta cần lưu ý những từ sau đây: khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vậy khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống là địa điểm để tu tập, có nghĩa là tìm nơi chốn yên tĩnh, vắng vẻ để tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. Nếu địa điểm không tìm được như trên Đức Phật đã dạy, thì sự tu tập về hơi thở vô, hơi thở ra rất khó khăn. Các Phật tử lưu ý những lời dạy này, vì nó rất cần thiết cho sự tu tập của quý vị, xin quý vị nên nhớ kỹ. Quý vị đừng cho rằng bất cứ nơi đâu tu cũng được, thì Đức Phật dạy điều này để làm gì? Có quan trọng Đức Phật mới dạy như vậy. Đừng nghe theo những nhà Đại Thừa và Thiền Tông. Họ chỉ nói suông, bất cứ chỗ nào tu cũng được, tu trong bốn oai nghi, tu trong công việc làm. Lời nói này đi ngược lời dạy của Đức Phật. Ngồi kiết già là gì? Ngồi kiết già là tư thế ngồi xếp bằng tréo hai chân đan vào nhau,
đó là tư thế ngồi của người tu thiền định. Tư thế ngồi này rất vững chắc để thân tâm dễ gom vào một đối tượng thân hành nội, tức là hơi thở. Ví dụ, đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, ngước nhìn, nói nín, ăn uống, nhai nuốt, hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, đều là thân hành. Nhưng phải rõ tất cả thân hành của thân là thân hành ngoại, chỉ trừ có hơi thở là thân hành nội. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ mới có thể tu tập được. An trú chánh niệm là gì? An trú chánh niệm là ở yên ổn trong niệm chân chánh. Niệm chân chánh là gì? Trong đạo Phật có bốn chỗ niệm chân chánh: một, niệm thân; hai, niệm thọ; ba, niệm tâm; bốn, niệm pháp. Chữ chánh niệm ở đây gồm chung có bốn niệm. Như vậy, an trú chánh niệm tức là an trú trong bốn niệm. Vậy an trú bốn niệm một lần có được không? An trú bốn niệm một lần là tu tập tứ niệm xứ, cho nên tứ niệm xứ còn gọi là chánh niệm. Ngoài bốn niệm thân, thọ, tâm, pháp còn có niệm nào khác nữa không? Trên thân gồm có hai niệm: một, thân hành niệm nội; hai, thân hành niệm ngoại. Trên thọ gồm có ba niệm: một, niệm thọ lạc; hai, niệm thọ khổ; ba, niệm thọ bất lạc bất khổ. Trên tâm gồm có hai niệm: một, niệm tịnh; hai, niệm động. Trên pháp gồm có hai niệm: một, niệm thiện; hai, niệm ác. Ở đây, bài pháp này Đức Phật đang dạy La Hầu La về hơi thở vô, hơi thở ra. Vì thế chánh niệm ở đây phải hiểu là thân hành niệm nội, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Vậy an trú chánh niệm trước mặt, tức là an trú hơi thở vô, hơi thở ra ở trước mặt. Tỉnh giác nghĩa là gì? Tỉnh giác nghĩa là biết rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ, biết rất kỹ lưỡng, biết không có mờ mịt một chút xíu nào cả. Ở đây, chúng ta nên hiểu Đức Phật dạy La Hầu La phải biết rất kỹ từng hơi thở vô, từng hơi thở ra. Người giữ gìn giới hành hơi thở vô, hơi thở ra có nghĩa là tu tập an trú trong hơi thở vô, hơi thở ra phải biết rất rõ ràng, không được để quên, để mất, để mờ mịt hơi thở vô ra. Vì tâm chúng ta hay quên, tức là vô ký, nên phải dùng pháp tác ý dẫn tâm tỉnh giác, tức là tỉnh thức mãi mãi, làm cho tâm sáng suốt, thấy biết rất rõ ràng từng hơi thở vô ra. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. An trú được trong hơi thở là đạt được căn bản về phương pháp tu định niệm hơi thở. Để thực hiện giới hành này, chúng ta nên theo lời Đức Phật dạy tôn giả La Hầu La mà tu tập như sau. Trước tiên, chúng ta tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh, rồi tập ngồi kiết già lưng thẳng. Sau khi tập ngồi kiết già lưng thẳng được, có nghĩa là ngồi tréo chân mà không thấy khó chịu, hoặc đau, hoặc tê chân, chừng nửa tiếng đồng hồ. Khi ngồi được nửa tiếng đồng hồ yên ổn, thì mới đặt niệm hơi thở vô, hơi thở ra trước mặt, và tác ý như sau. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý xong câu này, ta truyền lệnh, hít. Truyền lệnh xong ta mới hít vô, tỉnh thức rất kỹ theo hơi thở vô. Sau khi hơi thở vô hết, ta truyền lệnh, thở. Khi truyền lệnh xong, ta mới thở ra, và phải sáng suốt tỉnh thức theo hơi thở ra. Cứ như vậy mà tu tập một phút. Nếu tu tập một phút mà sức tỉnh thức rất tốt, không quên hơi thở nào, có nghĩa là trong một phút không bao giờ ta quên hơi thở, mà cũng có nghĩa là trong một phút không có một niệm vọng tưởng nào xen vào được, lúc bấy giờ mới tăng thời gian tu tập lên. Nếu một phút tu tập tốt, ta tăng lên 2 phút, rồi 3 phút, rồi 4, 5 phút. Sau khi đạt được 5 phút rất tỉnh thức hơi thở ra vô, ta tăng lên 6, 7, 8, 9, 10 phút. Sau khi tăng lên 10 phút, ta soát xem lại toàn bộ cơ thể có xảy ra trạng thái gì không. Ví dụ, nặng đầu, nặng mặt, choáng váng chóng mặt, vân vân. Khi có những trạng thái như vậy xảy ra, thì nên báo cho thầy biết để kịp thời sửa lại cho đúng cách tu tập, để tâm không bị ức chế, cơ bắp và thần kinh không bị rối loạn, vân vân. Trong giới hành về hơi thở vô, hơi thở ra, có 19 đề mục tu tập.
19 đề mục định niệm hơi thở được chia ra làm hai phần. 1. 7 đề mục đầu nhiếp tâm và an trú tâm. 2. 12 đề mục sau đẩy lui các ác pháp.